Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng gồm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường, Thiếu tướng Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Trần Đình Chung đã có buổi tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà nhằm chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến, chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội và tiến hành theo hai đợt. Về công tác lập pháp, kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật, xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ, gồm kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay trả nợ công. Đặc biệt, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Quốc hội sẽ xem xét quyết định các vấn đề quan trọng như đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 và một số vấn đề quan trọng khác. Qua nghe báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, cử tri bày tỏ kỳ vọng vào những nội dung tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sắp đến sẽ tiếp tục được các đại biểu bàn thảo xem xét ra quyết sách đúng đắn, góp phần vào sự phát triển của đất nước, đồng thời kiến nghị đến Quốc hội nhiều vấn đề của đất nước, trong đó giáo dục đào tạo là lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri. Ghi nhận nhiều thành quả trong công cuộc cải cách của ngành giáo dục, tuy nhiên bên cạnh đó còn băn khoăn lo lắng về tình trạng thiếu giáo viên, trường lớp, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và những khó khăn trong việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Ví dụ như việc thực hiện một chương trình giáo dục nhưng có nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau gây khó khăn cho cả giáo viên, học sinh và phụ huynh. Vậy kính đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét vấn đề này để cho các bộ ngành liên quan cần thống nhất ban hành một bộ sách giáo khoa áp dụng chung cho toàn quốc. Vấn đề dạy thêm và học thêm là vấn đề muôn thuở, khó chấm dứt. Cũng bởi vấn đề nặng thành tích, nó không chỉ làm cho tiêu tốn tiền bạc của hàng triệu gia đình có con em đang theo học, mà còn làm mất đi sự chăm chỉ, tích cực, chủ động, tự học qua của học sinh. Nhưng nếu không học thêm thì với thầy cô giáo phụ trách thì khó đạt được điểm cao trong liên học. Do đó bắt buộc phụ huynh phải cho con em mình học thêm dù rất khó khăn về kinh tế. Bộ Giáo dục Đào tạo cần quan tâm đến đội ngũ giáo viên giảng dạy môn khoa học tự nhiên theo chương trình phổ thông mới. Bởi vì hiện nay có tình trạng là bỡ ngỡ, thiếu tự tin trong việc giảng dạy. Vì vậy đề nghị Quốc hội nghiên cứu xem xét cùng với Chính phủ cần có biện pháp căn cơ để vừa bảo đảm việc học tập cho học sinh, vừa không tạo áp lực và gánh nặng lên giáo viên. Cử tri cũng bày tỏ lo ngại về thực trạng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi. Công tác đảm bảo an toàn cháy nổ nhiều lúc, nhiều nơi vẫn còn chưa đảm bảo. Đồng thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quyết liệt với các biện pháp phòng chống tham nhũng, khắc phục tình trạng né tránh, tâm lý sợ sai của một bộ phận cán bộ công chức hiện nay, đồng thời quan tâm điều chỉnh các chính sách an sinh xã hội trong thời gian đến.